Mình sẽ tổng hợp sau khi ra mắt đầy đủ tất cả những video có nhiều phần. Đây sẽ là clip full về tất cả phần của Zero One. Mình là Riding On. Bắt đầu clip nào. Henshin. Authorize. Prograde. Kamen Rider Zero One là bộ cover đầu tiên trong thời đại Reiwa. Bối cảnh của phim được xây dựng tại một tương lai xa xôi tại đất nước Nhật Bản. Nơi này công nghệ vô cùng phát triển. Họ đã tạo những AI không phải như thế giới chúng ta, mà những AI này đã được ký vào những robot mang tên Human Gears. Chúng ngoài việc hỗ trợ con người thì còn làm được những công việc đầy tính thử thách, gây nguy hại nếu con người thực hiện. Gần như xã hội đang ngày càng phát triển với sự giúp sức của chúng. Mọi thứ tưởng chừng diễn ra yên bình với tập đoàn Hidden Intelligence tạo ra những Human Gear vượt trội hơn toàn bộ thế giới, đang giúp cho xã hội loài người ngày càng đi lên. Thì một tổ chức khác chống lại họ, tổ chức mang tên Mesubo Jinrai, biến đổi những Human Gear hack vào hệ thống của chúng, cấy vào ý chí của Ash, khiến những Human Gear này chỉ có mục đích duy nhất là tiêu diệt nhân loại. Ngoài tổ chức Mesubo Jinrai, chúng ta còn một tổ chức khác được chính phủ Nhật Bản lập ra chống lại những AI phản động mang tên AIMS. Nhiệm vụ của tổ chức này là săn lùng những Human Gear đã bị hack, duy trì trật tự của con người cũng như những Human Gear. Nhân vật chính của chúng ta, Hidden Aruto, anh ấy là một chàng trai chỉ có ước mơ vô cùng đơn giản là trở thành một diễn viên hài. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu với Aruto. Tập đoàn Hidden Intelligence ngày càng phát triển cũng như những Human Gear đang đẩy nghề diễn viên hài của anh rớt xuống một bờ vực thẳm. Anh không thể nào hài hước những Human Gear, dần dần bị đào thải khỏi công việc của bản thân. Nhưng rồi định mệnh đã đến với anh. Ông nội của Aruto, Hidden Kurinosuke, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Hidden Intelligence. Ông ta đã đột nhiên mất tích. Người kế thừa cả công ty chính là Aruto. Anh từ một diễn viên hài đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn có sức ảnh hưởng toàn cầu. Không chấp nhận trở thành chủ tịch của Hidden Intelligence, Aruto vẫn làm việc tại công viên cũ. Lại đây, anh cũng đã bị tấn công bởi nhóm Mesubo Jinrai. Bọn chúng đã tạo nên Magia, Human Gear nổi loạn với hình dạng đột biến, chứng kiến tất cả và không còn cách nào khác để bảo vệ mọi người. Anh đã phải nhận lấy chiếc Zero One Driver tự tài của Izu, cô thư ký của anh, sử dụng nó kết nối vệ tinh tối tân nhất của tập đoàn Hidden Intelligence là Gear. Anh đã chuyển hóa lần đầu tiên trở thành Kamen Rider Zero One. Jump! Tall Beaga Rise! Rising Hopper! A jump to the sky turns to a rider kick. Zero One Rising Hopper kết hợp cùng với Zero One Driver là một chiếc Raikei, dụng cụ biến hình chủ yếu của Koro Zero One. Khi mà nấy kích hoạt là loài châu chấu, hình dạng đại diện cho toàn bộ dòng phim Kamen Rider, và không thể nào thích hợp hơn khi đại diện cho chính dòng phim khởi đầu cho thời kỳ Reiwa. Tạo hình của Koro Zero One cũng được đại diện bởi Rising Hopper, với toàn bộ cơ thể được bao phủ bằng một màu đen, kèm với đó là những màu xanh neon chạy khắp trên toàn bộ cơ thể. Điểm đặc biệt nhất của form, những đường đỏ chạy khắp cơ thể, đôi mắt đỏ của côn trùng, và hơn hết là phần mặt nạ của Kamen Rider. Nó đúng nghĩa là một phần mặt nạ, chứ không phải là một phần giáp đầu bao phủ toàn bộ, mà chỉ là một phần mặt nạ ở phía trước phần đầu của Rising Hopper. Đúng với tên gọi của mình, Rising Hopper Zero One cơ bản không mang tất cả những chỉ số cân bằng nhất trong những form ban đầu của Zero One, thiên hẳn về phương diện nhảy. Ngoài khả năng nhảy, tốc độ di chuyển của Rising Hopper cũng thuộc mức cao, nhưng đó chỉ là những tập đầu tiên khi nấy khả năng di chuyển tạo ra những đường năng lượng, tạo ra cảm giác tốc độ nấy cực kỳ cao khi di chuyển. Vũ khí chính của Zero One là Attack Caliber. Đây là một chiếc vali được Izu mang theo bên mình, với tông màu cũng tương tự như Zero One là xanh neon kèm với đen. Khi kích hoạt, chỉ cần mở đôi chiếc vali, anh ấy sẽ có một thanh kiếm. Đây là vũ khí đặc trưng của Zero One, nhưng tất nhiên rất nhiều rider trong series đều khả năng sử dụng nó. Vũ khí này được chế tạo bởi tập đoàn Hidden Intelligence. Ngoài sử dụng những đòn chém cơ bản, có rất nhiều đòn final attack sẽ được sử dụng với thanh caliber, đòn tất sát Rising Impact. Anh lao tới, đá vào kẻ địch, hất tung chúng lên không trung. Bằng lực nhảy của chân châu chấu, Zero One bay theo kẻ thù và đo đòn Rider Kick cực kỳ mạnh vào người kẻ thù. Đòn thứ hai sử dụng Caliber là Carbon Thrust. Sử dụng sức mạnh của chiếc Raikei Rising Hopper, tụ một luồng năng lượng màu vàng bao quanh thanh gươm Attack Caliber và giáng một nhát chém tấn công kẻ thù. Fang! Để đối mặt với một tên Magia sử dụng sức mạnh của loài mực cổ đại,
hắn ta tạo ra những xúc tua bám lên người của Zero One trong quá trình chiến đấu. Rising Hopper với đòn Carbon Strike cũng không làm gì được tên Magia này. Với dữ liệu của mình, Izu đã chế tạo cho Aruto chiếc Raikki mới với dữ liệu của loài cá mập mang tên Biting Shark, cắn phá tan cả bê tông. Tạo hình của chiếc Raikki cũng như là tạo hình của Form Zero One cũng là một màu xanh nhạt. Thiết kế của Form khá đặc biệt, cũng đại diện cho Zero One. Tách bỏ của Rising Hopper, điển hình nhất là gương mặt của Zero One sẽ tách đôi và xoay xuống phía dưới. Gương mặt mới của Biting Shark sẽ được thay thế. Trong phim, khả năng của Biting Shark chỉ là chiến đấu cũng như là cắt đôi những đòn tấn công của tên Magia mực cổ đại. Với tạo hình là loài cá mập, tất nhiên khả năng bơi lội cũng là phần không thể thiếu với Form Biting Shark, nhưng vẫn chưa có nhiều đất diễn trong series chính. Những khả năng nổi bật của Biting Shark là găng tay cá mập. Nó là hai phần sắc nhọn cùng với đôi chân của anh ấy tạo ra những đường chém cắt đôi tất cả những vật thể tấn công anh ta. Những bộ phận khác trên toàn bộ cơ thể cũng được tích hợp những bộ phận của cá mập, giúp cho việc bơi của Biting Shark là việc vô cùng đơn giản. Ngoài những đòn tấn công sắc bén như hàm cá mập, thì đòn Finish cũng tạo chúng ta sức mạnh của bộ hàm sắc nhọn mang tên Biting Impact. Cánh tay của Zero One được cường hóa, sau đó mọc ra hàng chục chiếc vây nhìn giống như hai hàm răng cá mập, hất tung kẻ thù lên không trung và nhảy theo chúng, cắt đôi kẻ thù. Win! Fly to the sky! Flying Falcon! Spread your wings and prepare for a force. Lại một lần nữa, hình dạng Zero One Rising Hopper lại bị làm khó một tên Magia. Lần này với hình dạng của một đồ chơi, hắn dễ dàng ao tầm nhảy của Rising Hopper. Izu lại một lần nữa kịp thời có mặt và trao cho Aruto Raikki với sức mạnh của loài chim ưng mang tên Flying Falcon, tông màu chủ đạo. Ở chiếc Raikki cũng như hình dạng cơ bản của nấy là một màu hồng neon. Tất nhiên cũng giống như Biting Shark, form này sẽ mở toàn bộ giáp của Zero One và thay thế bằng màu sắc của chiếc Raikki. Khả năng đặc biệt nhất của nó là bay lượn mà không cần đôi cánh. Đây là form có những chỉ số khá cân bằng của Zero One và tất nhiên nó sẽ thiên về bay lượn và tốc độ bay cũng vô cùng cao, bắt kịp tên Magia dơi bất kỳ lúc nào hắn ta di chuyển. Hình dạng Flying Falcon cũng đuổi kịp. Trong lần review đầu tiên trong series của Zio, anh ấy đã trang bị đôi cánh của loài chim ưng lên cơ thể của mình và ra đòn tất sát Flying Impact, lao vào tên Rider xấu số, xoay vòng hắn. Sau đó anh ấy ném hắn ra xa và tung đòn Rider Kick cực mạnh xuyên thủng một tòa nhà và kết liễu tên Rider này. Về sau, chiếc Raikki đã bị Jin, một trong hai phản diện trong phe Mecibo Jinrai, đánh cắp với hình dạng Rider riêng của bản thân hắn. Fire! Giganto Flea! Flaming Tiger! Explosive power of 100 bombs. Chạm trán với một tên Magia sử dụng sức mạnh của loài ốc cổ đại, lớp vỏ của nó cứng đến mức Biting Shark cũng không thể nào xuyên phá. Izu đã tập hợp tất cả dữ liệu và tạo một chiếc Raikki đại diện cho sức mạnh của tự nhiên, Flaming Tiger, mang sức mạnh của loài hổ cùng với đó là ngọn lửa của thiên nhiên. Những form trước của Zero One đại diện cho những thứ cơ bản như lực cắn của cá mập, khả năng bay của loài chim ưng. Lần này, những Raikki của anh đã được nâng cấp lên một tầm cao mới khi kết hợp giữa một loài vật cũng như nâng cấp nó với một nguyên tố. Cũng như hai form trên, Flaming Tiger được bao phủ cơ thể của Zero One bằng hình dạng của một loài hổ, nhưng với những họa tiết của nó không phải là những vằn hổ đơn giản mà giống như là những tia lửa đang bộc cháy. Và hơn hết là cánh tay của Zero One đã được thay đổi màu sắc, chuyển thành màu đỏ rực lửa của Flaming Tiger. Form này có thể nói là form cân bằng nhất của Zero One về tất cả mọi phương diện, từ lực đấm, lực đá cho đến khả năng nhảy. Ngoài ra chúng ta cũng không thể nào quên sức nóng được tạo ra từ đôi tay của Flaming Tiger, có khả năng so sánh với vụ nổ của 100 quả bom. Khả năng chính của đôi tay này là những nắm đấm cũng như những cú cào của Zero One sẽ tạo ra những đường lửa gây sát thương một kẻ thù, cũng như là khả năng tạo ra hai cột lửa từ hai bàn tay tấn công vào tên Magia mang sức mạnh của loài ốc, nung chảy hắn và phá hủy hoàn toàn bộ giáp. Chắc mà hắn luôn tự hào, đòn tất sát của Flaming Tiger là Flaming Impact. Zero One tạo ra một vòng lửa, sau đó hình dạng Flaming Tiger sẽ nhảy qua nó, dẫn toàn bộ cơ thể của Zero One bao phủ một ngọn lửa rực cháy, tấn công vào kẻ thù bằng hai nhát chém từ bộ móng của Flaming Tiger. Ngoài ra, với thanh gươm Caliber, anh ấy còn có một tuyệt kỹ tất sát mang tên Flaming Carbon Dynamic. Zero One sẽ giáng hai nhát chém rực cháy vào người kẻ thù, thiêu rụi cũng như cắt phăng chúng. Blizzard! Attention Freeze! Freezing Bear! Fierce breath is cold as Arctic winds.
Ngọn lửa của Flaming Tiger đã bị vô hiệu hóa trước sức mạnh của tên Magia Voi Mammut. Hắn ta dùng hơi thở của chiếc voi khổng lồ của mình vô hiệu hóa tất cả những đòn tấn công từ cột lửa của Flaming Tiger. Trước tình huống này, sức mạnh đối ngược với lửa, sức mạnh băng giá 0 độ C của Rizin Bear. Hình dạng của Rizin Bear cho chúng ta thấy một Zero One cơ bắp cuồn cuộn với toàn bộ phần thân trên lực lưỡng, cùng với đó được bao phủ bởi những lớp băng bao bọc xung quanh phần thân trên của Zero One, không tách rời bộ phận thân thể như mỗi khi mà nó bao bọc bằng sức mạnh của nguyên tố quanh cơ thể của Zero One. Đòn tấn công của form Rizin Bear cũng cực kỳ mạnh với quy lực của loài gấu. Đã nhắc tới gấu, chúng ta phải nhắc tới đôi bàn tay của chúng. Đôi bàn tay của Zero One cũng được cường hóa giống như Flaming Tiger. Nó được bao bọc một bàn tay với tông màu xanh của chiếc Raikki, tạo những luồng khí đóng băng kẻ thù trong chớp mắt. Sức khỏe siêu phàm từ loài gấu cũng như khả năng đóng băng, hạn chế di chuyển và vô hiệu hóa kẻ thù từ băng giá. Tận dụng cả hai yếu tố, đòn tất sát mang tên Rising Impact, Zero One sẽ dùng hai bàn tay của mình đóng băng kẻ thù, biến hắn thành một khối băng khổng lồ. Sau đó anh lao tới với sức mạnh của loài gấu, chẻ đôi kẻ thù cùng với khối băng anh vừa tạo ra. Press. Giant Breaking. Breaking Mammoth. Larger than life to crush like a machine. Breaking Mammoth, sức mạnh khổng lồ đến từ vệ tinh Gia. Metsubo Jinrai đã có thêm thành viên mới và nâng cấp hắn liên tục. Dodo, bọn chúng tổ chức tấn công vào AMS nhằm tước đoạt chiếc vali vũ khí tối tân nhất từ bọn họ. Ngoài ra, với sức mạnh của Zesmeki Mamo, bọn chúng đã ký ghép vào những cỗ máy khổng lồ, những cỗ máy quân sự mà AMS đang ngầm chế tạo. Caesar điều khiển chúng với khả năng của bọn chúng là thao túng cũng như biến đổi những human gear khác. Sức mạnh khổng lồ từ một cỗ máy to lớn, đội quân của Metsubo Jinrai đã gần như tàn phá cũng như đàn áp cả thành phố. Aruto với sức mạnh của Zero One cũng đành bó tay. Trong trường hợp hiểm nghèo nhất, Izu đã đến và trao chiếc Breaking Mamo, lấy dữ liệu từ Zesumeki Mamo được Yua gửi gắm cho Izu cũng như là Gia để cả hai tạo nên sức mạnh vượt trội. Bản thể của Gia là một chiếc vệ tinh, phía sau của nó là sức mạnh của Breaking Mamo. Nó không phải giống như AMS là tạo ra thành vũ khí hủy diệt, nó là cỗ máy để giúp con người thi công những công việc nặng nề mà bản thân không thể làm được. Tách phần phía sau của bản thân ra và chuyển hóa thành chiếc phi thuyền, gửi nó nhanh chóng tới vị trí của Zero One. Đây không phải là hình dạng chuyển đổi hoàn toàn, mà là như một con robot khổng lồ được Zero One Rising Hopper điều khiển. Tông màu của nó được thay đổi giống như Zero One với tông màu xanh neon và hình tượng Voi Mammut. Ở hình dạng phi thuyền, nó không có quá nhiều phân đoạn chiến đấu, đa phần là làm màu phía sau lưng của Zero One giống như hình dạng những con vật khác như châu chấu hay là chim ưng từ những form cơ bản. Form này sẽ đại diện chiếc phi thuyền hút Zero One vào bên trong và chuyển hóa. Ở hình dạng robot, nó có tạo hình giống một Kamen Rider với hình tượng của loài Voi Mammut, với đôi tai ngắn cũng như tông màu được trải dài khắp cơ thể là màu của Zero One. Bên phần hai tai được trang bị hai phần tấm trắng cũng như phần cặp ngà ở phía trước. Với sức mạnh khổng lồ này, anh đã dễ dàng đánh bại đám Zerg, tạo nên chiến thắng vẻ vang cho phe nhân loại trước màn tận tấn công đầu tiên của Metsubo Jinrai. Hình dạng này, Zero One được tăng cường tất cả chỉ số ở mức cực kỳ cao. Chỉ ngoài trừ tốc độ của anh, với cơ thể khổng lồ thì nó khá chậm chạp. Vũ khí đặc trưng của Breaking Mamo là tấm khiên ở hai tay có tạo hình Breaking Mamo Raikki phiên bản to hơn, được tạo ra từ hợp kim Space Hidden, là một loại hợp kim chuyên dụng trong môi trường không trọng lực. Nó có thể làm tấm khiên, một vũ khí để tăng phạm vi tấn công cũng như sức mạnh của đòn đánh, và đặc biệt nhất là thực hiện đòn Final Attack. Còn phần vũ khí khác là phần lưỡi hái, nhưng anh ấy thường sẽ bẻ phần này của Zerg. Đây là phần ngà. Đòn tất sát của hình dạng này mang tên Breaking Impact. Zero One bay lên bầu trời với tên gọi Break trong tên. Anh ấy sử dụng phần giáp tay tạo thành một lá chắn, phóng to nó ra, dùng lực cực mạnh của mình ép vào tấm lá chắn. Với cấu trúc của bản thân, anh ấy nghiền ép kẻ thù bằng sức nặng cũng như cú kích cực kỳ mạnh từ Breaking Mamo. Jump! Force Rise! Rising Hopper! A jump to the sky turns to a rider kick. Zero Zero One Rising Hopper Fox Ride. Đây là hình dạng xuất hiện trong movie First Generation vs Zio. Trong thời đại khi Zio xuất hiện, luôn tồn tại một kẻ thù khác là Another Rider, và tên này cũng đã thay đổi toàn bộ lịch sử của Zero One, khiến Aruto không còn là chủ tịch và mất đi quyền kiểm soát Hidden Intelligence cũng như thua trận solo với Another Zero One. Anh ấy cũng đã mất Zero One Driver, bị dồn tới bước đường cùng cùng với quân cách mạng, một người đàn ông bí ẩn.
mà Aruto nhận ra có lẽ là người cha Human Gear của mình. Ông ấy đã trao cho Aruto sức mạnh của Fox Drive, trở về quá khứ bằng sự giúp đỡ của Zio. Anh chiến đấu bằng trạng thái này thay cho trạng thái của Zero One cơ bản. Tạo hình của Fox Drive Rising Hopper cũng tương tự với những rider khác sử dụng Fox Drive, nhưng với cơ thể của anh ấy, những tấm kim loại chủ yếu là màu đen giống như Zero One, màu xanh neon đặc trưng của Zero One cơ bản. Về thông số, hình dạng này trội hơn so với hình dạng Zero One cơ bản. Nó cũng có cái giá của nó. Fox Drive là chiếc hắc lưng chỉ dành riêng cho Mesubo Jinrai. Con người khi sử dụng chiếc hắc lưng này sẽ để lại tổn hại cực kỳ nghiêm trọng lên cơ thể. Khả năng chính của hình dạng Rising Hopper Fox Drive cũng tương tự như hình dạng cơ bản, đó là khả năng gia tốc và nhảy cao, giúp Zero One trở thành chiến binh cực kỳ cơ động. Và màn chiến đấu với Ichikata cũng là màn so kè tốc độ của hai cha con đỉnh cao của toàn bộ tập phim. Rising Dystopia, đây là trạng thái cường hóa với Fox Drive. Anh tỏa ra một luồng năng lượng màu đỏ, cường hóa bản thân bằng nguồn năng lượng này, cho phép anh ra đòn cũng như né tránh ở tốc độ cực kỳ cao. Đòn thứ hai là đòn kết liễu Rising Utopia. Anh ấy tụ lực ra một đòn cực kỳ mạnh với sức mạnh từ Fox Drive, áp đảo bọn chúng bằng sức mạnh của tia sét đỏ. Sau đó anh nhảy lên không trung và thực hiện một cú Rider Kick bao phủ vào năng lượng xanh lá của Zero One, tiêu diệt hoàn toàn cái hù bằng cú Rider Kick này. Shining Jump. The Rider Kick increases the power by adding to brightness. Shining Hopper. When I shine, darkness fades. Không cần phải sử dụng tới sức mạnh của những loài thú khác cũng như sức mạnh đến từ tự nhiên, Shining Hopper là form nâng cấp chính của Coral Zero One dựa trên Rising Hopper. Tạo hình cũng như chiếc Raikki thể hiện rõ sức mạnh của Shining Hopper, sức mạnh tỏa sáng. Biểu tượng cho Shining Hopper là một cặp châu chấu được chiếc vợt ánh sáng bắt lại và tụ tập năng lượng vào Zero One. Toàn bộ cơ thể của anh được bao phủ bởi một màu đen và điểm tô đó là những màu xanh neon trên khắp cơ thể. Điều đặc trưng nhất có lẽ là 6 chiếc chân của đầu châu chấu phủ lên khắp cơ thể của Zero One Shining Hopper, tạo nên cặp sừng cũng như phần những chiếc gai nhọn trên toàn bộ cơ thể của anh. Shining Hopper trong lần đầu được thể hiện lại bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi tên Dodo. Hắn ta dễ dàng đoán được sức mạnh của Shining Hopper, cho dù anh có tạo ra rất nhiều dư ảnh cũng không làm gì được hắn. Izu đã tiếp tục về nghiên cứu và nhận ra điểm yếu. Aruto hiện tại đã có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên Shining Hopper không thể nào bắt kịp được nó. Cô cần nâng cấp Shining Hopper để bắt kịp được dữ liệu từ Aruto. Và người được trích xuất dữ liệu, một chàng Human Gear thám tử. Sau khi có được hoàn toàn dữ liệu, Shining Hopper đã phát huy hoàn toàn sức mạnh. Khả năng chính của Shining Hopper là di chuyển với vận tốc cực nhanh, và đòn tấn công tạo nên hương hiệu là anh ấy sẽ tạo ra rất nhiều dư ảnh, hay chính xác là tạo những phân ảnh khiến kẻ thù phân tâm và không biết anh ấy sẽ tấn công từ đâu. Sau đó anh sẽ di chuyển từ một trong những vị trí của những phân ảnh, tấn công kẻ thù một cách đầy bất ngờ. Ở full sức mạnh, anh khả năng di chuyển ở tất cả các phân ảnh, không giới hạn ở việc chọn một trong những phân ảnh khi chưa được kích hoạt toàn bộ sức mạnh. Tốc độ cực nhanh, né tất cả những đòn tấn công từ tên lửa của tên Magia Dodo, vượt trên tầm tính toán AI của hắn. Hai đòn tất sát, đòn cơ bản sử dụng Zero One Driver mang tên Shining Mega Impact. Zero One tung cái thù lên bầu trời, di chuyển với tốc độ của Shining Hopper, tấn công bọn chúng bằng những đòn đấm và đá với tốc độ cực cao. Sau đó anh bao bọc bản thân bằng luồng năng lượng cực kỳ lớn tỏa ra từ sức mạnh của Shining Hopper, đá kẻ thù một cú cực mạnh bằng nguồn năng lượng đó xuyên qua mục tiêu cũng như tiêu diệt hoàn toàn chúng. Đòn thứ hai sử dụng vũ khí Outside Buster. Anh nạp vào năng lượng sức mạnh của Shining Hopper, bắn ra một luồng năng lượng màu vàng với hình ảnh đại diện cho Zero One, tấn công một kẻ thù và hủy diệt chúng. Sau khi đánh bại tên Magia Dodo, một kẻ bí ẩn mang tên Guy, hắn ta đánh giá sức mạnh của Zero One Shining Hopper ở tầm 500% so với Zero One cơ bản. Với sức mạnh lớn vượt ngoài mong đợi, cơ thể Aruto cũng nhận ít nhiều phản vệ từ sức mạnh Shining Hopper này. Hyper Jump! Overrise! Warning! This is not a test. Hybrid Rise! Shining! Asanato Hopper! No chance of surviving this shot. Shining Hopper Raikki được tạo ra từ sức mạnh của Gia, cũng như Asha Warp được tạo ra từ sức mạnh của Ash. Sử dụng tay cầm của Asha Warp kết hợp với Raikki Shining Hopper, Zero One đã có hình dạng hoàn toàn mới. Đây không phải là một cuộc thí nghiệm. Sức mạnh mang tên Shining Asha Hopper là một con châu chấu với cơ thể máy móc được bao phủ bởi một bộ giáp từ sức mạnh của Asha. Cả hai vệ tinh chiếu thẳng vào người Zero One tạo ra hình dạng hỗn hợp Shining Hopper và bộ giáp Asao.
hoàn thiện những vị trí màu đen còn trống trên toàn bộ cơ thể bằng những thiết bị của Ash. Phần ngực giữa của anh ấy có đôi mắt của Ash liên kết với chiếc Raikiri Ashawop, có được cả hai sức mạnh. Nhưng trận chiến đầu tiên, Ashaw Shining Hopper vẫn chưa hoàn toàn phát huy được sức mạnh tối đa của nó. Mặc dù tốc độ nhanh và có vũ khí chuyên dụng, nhưng anh đã bị áp đảo bởi Jin cũng như đám khổng lồ Caesar. Trước tình huống này, Izu đã kích hoạt một hệ thống tối tân bên trong Ashaw Shining Hopper, chính là hệ thống Shai. Hệ thống này đúng với tên gọi cũng như hình dạng của nó, được tạo ra từ phần năng lượng của Ash như Gia. Đây là những tinh thể năng lượng với vô vàn những khả năng được tạo ra từ chúng. Tấn công cận chiến, tạo ra những luồng laser tập hợp lại với nhau tạo thành những chiếc khiên vững chắc của Zero One. Thậm chí trong trận chiến với Corotowser, những vật thể Shai này còn giúp Zero One đỡ đòn, giúp anh dịch chuyển tới nơi khác thay vì bị tấn công trực diện bởi Towser. Một vũ khí độc lạ xứng đáng với sức mạnh kết hợp từ hai vệ tinh với nhau, những công nghệ tối tân. Ngoài ra, Shining Ashaw Hopper còn có khả năng bay lượn trên không trong một số phân đoạn nhất định. Cả hai đòn tất sát Ashaw Shining Hopper cũng tương tự với hình dạng Shining cơ bản. Từ đòn Rider Kick của anh, chỉ khác biệt là màu sắc của Rider Kick sẽ có thêm tông màu xanh dương của Ashaw Raikiri, cũng như là đòn Final Attack từ khẩu Buster là Zero One Dust cũng sẽ được bao bọc bằng một nguồn năng lượng bắn ra một con châu chấu khổng lồ bằng máy. Everybody jump! Metal Rise! Secret material, hidden metal. It's high quality. Đánh bại được phe của Mesumo Jinrai, kết thúc Shin cũng như Horui, những kẻ thù, kẻ chủ mưu trong tất cả mọi thứ đã dần lộ diện. Gai Amasu, hắn ta là chủ tịch của tập đoàn Zaya, một kẻ thù mới của Zero One đã chính thức lộ diện. Cũng có một chiếc driver tương tự như Zero One driver, hắn chuyển hóa thành Corotowser, một trong những kẻ vô cùng nguy hiểm với một thanh gươm có khả năng hút đi sức mạnh của kẻ khác. Sau khi có được gần như toàn bộ sức mạnh từ Zero One, sức mạnh mạnh nhất những Shai của Shining Ashaw Hopper, hắn ta đã tạo ra một chiếc Raikiri hoàn toàn mới để vô hiệu hóa sức mạnh từ Zero One driver, đóng sự liên kết của nó với những Raikiri khác. Metal Cluster Hopper, sức mạnh của một bầy châu chấu càng quét tất cả mọi thứ, được chế tạo từ loại hợp kim cứng nhất mà Hidden Intelligence đã từng chế tạo. Không những cứng cáp, nó còn khả năng linh hoạt chuyển đổi từ thể rắn sang thể lỏng và chuyển hóa thành hình dạng những con châu chấu nhỏ, tạo thành một bầy châu chấu bay quanh Metal Cluster Hopper, tạo hình là một con châu chấu khổng lồ với kích thước Raikiri lớn gấp rưỡi những chiếc Raikiri khác. Khi chuyển hóa, nó sẽ đóng phần đuôi của Raikiri đè lên Zero One Driver, cũng là khả năng Amasu Gai mong muốn, vô hiệu hóa Zero One Driver. Sau khi chuyển đổi, giống như tình trạng của Zero One Driver, Aruto cũng bị Ash thâu tóm. Hắn ta vô hiệu hóa hoàn toàn tất cả hành động của Aruto, chuyển hóa Zero One trở thành một kẻ cuồng bạo, tấn công tất cả mọi thứ trước mặt, và đặc biệt nhất là bầy châu chấu được tách ra từ bộ phận giáp. Metal Cluster Hopper có tạo hình cũng như màu sắc vô cùng đơn giản, là một màu kim loại bao khắp cơ thể với những viền xanh lá xen kẽ vào những vị trí quan trọng. Tạo hình đơn giản nhưng vô cùng ngầu. Sức mạnh của nó thì không phải bàn cãi. Khi bầy châu chấu tấn công và xâu xé tất cả những kẻ cản đường hắn, khả năng chính của bầy châu chấu khi tấn công là ăn mòn tất cả kẻ thù. Ngoài Towser với sức mạnh cứng cáp từ Rayhorn, còn lại tất cả những kẻ thù khác đa phần sẽ đều bị ăn mòn bởi sức mạnh Cluster Hopper. Nhưng bầy châu chấu không đơn giản như vậy. Khi hóa lỏng, chúng có khả năng chuyển hóa thành một chiếc khiên vững chắc bảo vệ Zero One trước mọi đòn tấn công nguy hiểm từ kẻ thù, và tạo ra rất nhiều hình dạng biến hóa khôn lường từ những ngọn thương, thanh gươm, tấn công cũng như những cục gai dài, áp đảo hoàn toàn kẻ thù cho dù là cận chiến hoặc chiến đấu từ xa. Điểm yếu lớn nhất từ bầy châu chấu cũng là một phần tạo nên bộ giáp của Zero One. Tận dụng điều này, Towser đã có một đòn đánh lén khi lao về phía sau của Zero One nhưng hoàn toàn bị anh vô hiệu hóa. Trong trạng thái bị kiểm soát, Metal Cluster Hopper cốt đòn tất sát làm nên thương hiệu của Ash khi khống chế Aruto, thì đám châu chấu mái tạo chúng thành hai bản thể khác nhau. Trong trạng thái này, Zero One có vẻ không được bất kỳ ai bảo vệ. Hai bản thể này lao lên và ra hai đòn Rider Kick vào những kẻ thù riêng biệt. Đòn này sẽ giúp anh tấn công cũng như vô hiệu hóa trong phạm vi vô cùng lớn. Luôn bị mất kiểm soát trước sức mạnh ác tâm từ Ash, Izu cũng như Zia đã dùng sức mạnh của tất cả những dữ liệu về sự tích cực của Aruto, tình cảm của anh dành cho những human gear. Sau khi kiểm soát được sức mạnh, anh sở hữu được thanh gươm Rorai Hopper Black,
chuyển vị trí của Aluto từ trong vệ tinh Ash đến vị trí của Zia, giúp anh hoàn toàn khống chế được hình dạng này. Ở hình dạng đã kiểm soát, tất cả những khả năng vẫn giữ nguyên như cũ. Metal Cluster Hopper còn có khả năng sử dụng cặp song kiếm từ thanh gươm vừa tạo ra cũng như thanh Caliber ban đầu, kết hợp chúng để tạo thành một thanh kiếm dài với hai lưỡi kiếm ở hai đầu. Ra nhát kiếm đầu tiên với năng lượng từ Metal Cluster Hopper, nhát kiếm thứ hai lấy sức mạnh từ thanh Caliber và nhát kiếm năng lượng cuối cùng lấy trực tiếp sức mạnh từ Rawhide Hopper Black, dán 3 đòn trực tiếp vào kẻ thù khiến tất cả bọn chúng đều bị hủy diệt. Đòn Rider Kick của Aruto có đôi chút thay đổi, anh không còn tạo ra phân thân mà biến châu chấu mái trở thành một mũi khoan trước mặt kẻ thù, sau đó lao lên tấn công theo mũi khoan. Zero to jump. Kẻ thù cuối cùng cũng đã dần lộ diện. Art đã có hình dạng thực thể của hắn với chiếc Art Driver chuyển hóa hắn trở thành Art Zero. Sức mạnh từ ác tâm xâm chiếm tất cả mọi thứ. Mặc dù đã hợp tác cùng Towser đánh bại hắn một lần, nhưng đây vẫn là chưa đủ. Aruto đã bị Art Zero bán hành lên bờ xuống ruộng và gần như thập tử nhất sinh. Trong lúc này, Izu đã dần nhận ra điểm kỳ dị cũng như kết hợp cùng với Zia tạo ra một chiếc thắt lưng hoàn toàn mới, Zero Two Driver. Thực chất vẫn là Zero One Driver nhưng được thêm một bộ phận mới với màu clear hoàn toàn và thay đổi biểu tượng hình tròn của Zero One Driver thành một mặt tam giác đè lên phần hình tròn của Zero One Driver cũ, tạo nên chiếc Zero Two Driver. Cùng với đó là một chiếc Roraiki mang sức mạnh của Zia, Zero Two Roraiki. Khi kết hợp cả hai thứ đó, vượt qua tất cả những tính toán, vượt qua cả Art, sức mạnh của Zero Two. Zero Two là đỉnh cao mà toàn bộ nhân loại hướng tới. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Human Gear cũng như nhân loại là Final Form của Koro Zero One. Có thể nói là Form cũng như Rider mạnh nhất trong toàn bộ series Zero One, trội hơn hoàn toàn những Form trước đó cũng như những Rider được tạo ra sau này. Hình dạng của Zero Two giống như Zero One nhưng với những đường nét cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Cùng với đó sẽ có những chi tiết kim loại và những chi tiết màu đỏ trên khắp cơ thể, biểu tượng hình tam giác trên phần ngực của anh ấy, mạnh mẽ với những chỉ số vượt trội hơn Zero One hoàn toàn. Khả năng di chuyển, anh ấy di chuyển nhanh tới mức nhiều người còn lầm tưởng khả năng của Zero Two là dịch chuyển tức thời, nhưng không, đó chỉ là gia tốc cực hạn. Khả năng mạnh mẽ nhất của Zero Two là tiên đoán khả năng. Những dự đoán của Ash có thể gọi là hoàn hảo, nhưng trước Zero Two nó vẫn luôn luôn thua một bậc. Nói đơn giản, Zero Two đọc Ash Zero như một cuốn sách. Tất cả những tính toán của hắn trước Zero Two đều là vô nghĩa. Cả hai không phải chỉ diễn tả bằng sức mạnh, nó giống như hai trí tuệ nhân tạo siêu phàm mà loài người đã từng tạo ra. Kẻ này luôn tính trước kẻ kia, và người thua cuộc lần đó đáng tiếc lại là Ash Zero. Anh ấy chỉ thực sự gặp khó khăn với những Rider khó chịu như sức mạnh từ Eden. Hắn ta tái tạo liên tục bằng cơ thể nano. Đòn tất sát của Zero Two là Zero Two Big Bang. Anh ấy di chuyển với tốc độ cực nhanh, lao tới kẻ thù, ra một cú đá khiến kẻ thù bay lên không trung, ra hàng loạt đòn tấn công trên không trung khiến kẻ thù vô phương chống đỡ. Sau đó ra đòn cuối cùng, tạo ra nguồn năng lượng bao quanh bản thân bằng một màu đỏ và xanh lục. Cú va chạm cực hạn này sẽ tạo ra nguồn năng lượng dưới chân của Zero One cũng như kẻ xấu số, để lại biểu tượng 02 xuất hiện sau khi kẻ địch bị tiêu diệt trước một vụ nổ khổng lồ được tạo ra từ cú Rider Kick này. Art One tưởng chừng sẽ đại diện nâng cấp của Art với hình dạng trước đó là Art Zero, nhưng bất ngờ nhất là kẻ đã chuyển hóa thành Art One lại chính là Aruto sau khi quá căm hận Horubi. Kết thúc trận chiến với Art với hình dạng Art Zero, Horubi đã nảy sinh ý định tấn công loài người một lần nữa. Izu đã ra sức ngăn cản Horubi vì bản thân cũng đọc Human Gear, nhưng Horubi đã nhẫn tâm ra tay với Izu. Điều này khiến Aruto bị chìm vào ác tâm. Một kẻ khác cũng được tạo ra từ Art với hình dạng tương tự như Izu là Izu. Cô ta đã tiêm nhiễm vào đầu Aruto những mối hận thù thâm độc cũng như chiếc thắt lưng và sức mạnh của chiếc Roraiki Art tạo ra với quá trình học hỏi những tội ác của con người. Art Driver Zero Roraiki của nó sử dụng cả hai để mở khóa hoàn toàn sức mạnh của Art Zero và trở thành Art One. Trong trạng thái này, Aruto kết nối trực tiếp với Art nên anh trở nên hung hãn và cơn hình nộ của anh luôn bị đẩy lên mức cao nhất. Mối hận thù dành cho Horui là thứ không thể nào nguôi ngoai.
cho dù anh đã sử dụng hình dạng Zero Two trong một lần chiến đấu với Vulcan. Sự hận thù mạnh mẽ đó đã khiến Aluto bỏ qua tất cả và chấp nhận liên kết với Ash. Mặc dù trạng thái này với ác tâm luôn chiếm trọn cơ thể, Aluto cũng không ngừng đau đớn. Tạo hình God One giống với Zero One và là bản nâng cấp hoàn thiện của Earth Zero. Nó là hình dạng của một Kamen Rider với tông màu giống với tông màu của chiếc thắt lưng, cùng với đó là chữ X đỏ kéo dài từ phần thân đến hai vai của Earth One. Gương mặt của anh ấy giống với Zero One nhưng một nửa bên trái vẫn chưa được hoàn thiện. Nó là đôi mắt của chính vệ tinh Earth. Một phần bên trái còn có bao hàm bởi hai chiếc sừng trắng bên trên và chiếc sừng đen nhỏ phía dưới, tạo ra gương mặt một Rider với sức mạnh từ trí tuệ nhân tạo mạnh nhất và tà ác nhất Earth. Đôi tai của Earth Zero cũng được tạo hình giống với những cặp móng vuốt tà ác trong ác tâm của hắn. Form này mặc dù tất cả chỉ số đều không thể nào vượt trội như hình dạng Zero Two, nhưng nó cũng là một những form mạnh nhất và có thể đối mặt ngang ngửa với Horobi Earth. Khả năng của Earth One là vô cùng nhiều, phản xạ cũng như dự đoán đòn đánh từ vệ tinh Earth là cực kỳ cao, khiến chống đỡ tất cả những lần tấn công cho dù đó là phối hợp từ ba người Towser, Vulcan cũng như Valkyrie. Earth One đã né tránh tất cả những đòn này mà không dính bất kỳ sát thương nào. Sự nhanh nhẹn của anh cũng được kế thừa từ hình dạng Rising Hopper, cũng là dữ liệu chính để tạo nên Earth One. Aruto còn có khả năng tạo ra luồng xung kích độc hại làm bất động tất cả mọi người trong phạm vi, và anh cũng có khả năng thao túng công nghệ AI được kế vào người Vulcan cũng như Valkyrie, khiến họ vô cùng đau đớn. Khi biến hình, bàn chân Earth One cũng giống như Earth Zero sẽ tạo ra một luồng ác tâm, một chất lỏng đen với miệng hán tự độc địa làm tan chảy bất kỳ thứ gì chạm vào. Earth One không có bất kỳ vũ khí nào được thiết kế riêng, anh ấy chủ yếu chiến đấu bằng tay. Cũng như những trận chiến mà anh ấy ra đòn thì luôn có một màn đen bao phủ, hình ảnh những ngọn lửa xẹt qua từ những cú đấm của anh ấy lên người kẻ thù, hiện lên như một bóng ma của sự báo thù. Trong trận chiến Horobias, cả chiến trường đã được cả hai tạo ra với tất cả những vũ khí, và anh cũng tận dụng thành thục tất cả những vũ khí Aruto đã từng sử dụng ở tất cả những hình dạng trước. Đòn tất sát của hình dạng Earth One bao gồm hai phần với tên gọi Perfect Conclusion, kết luận hoàn hảo, học hỏi thứ 5, Learning Five. Cơ thể bao bọc bằng toàn bộ những hán tự tuôn trào khắp cơ thể, tạo cho anh một đôi cánh năng lượng đỏ thẫm. Earth One thụ toàn bộ luồng năng lượng này vào cơ thể, tạo ra một xung chấn quanh anh với sắc đỏ thẫm bao quanh. Cuối cùng anh phát nổ, phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi phát nổ của anh. Đòn thứ hai, đòn Rider Kick, Perfect Conclusion, Learning End, kết thúc quá trình học hỏi. Earth One nhảy lên không trung và tung một cú đá được bao phủ của năng lượng của ác tâm. Cả nguồn năng lượng này tập trung vào chân của anh và đa đòn Rider Kick kết liễu kẻ thù trước ác tâm cực mạnh từ Earth One. Trận chiến cuối cùng giữa hai Rider mạnh nhất trong thế giới của Zero One, Earth Scorpion cũng như Earth One. Trận chiến này Aruto đã gần như từ bỏ tất cả và mong muốn Horobi đánh bại mình. Nhưng trước đó anh mong muốn Horobi cảm nhận được trái tim, tình yêu thương dành cho tất cả Human Gear rồi cũng sẽ thay đổi trở thành một phần của thế giới. Trước tình yêu thương vô bờ bến đó, Aruto đã nhớ tới người cha của mình và gặp được ông tại vệ tinh Gia, đã thức tỉnh được sức mạnh thật sự của Zero One. Chiếc Raikei tỏa sáng lấp lánh, Releasing Hopper. Tạo hình của chiếc Raikei giống như bản nâng cấp từ chiếc Rising Hopper cơ bản, nhưng với được điểm tô bằng màu xanh clear, cùng với đó là những bộ phận sáng lấp lánh trên toàn bộ Raikei. Nhưng đáng buồn là hình dạng của nó lại tương tự như Zero One cơ bản khi biến hình, hoàn toàn chẳng có gì thay đổi. Nhưng thông số cũng như tất cả khả năng của Releasing Hopper là vô cùng cao, sức mạnh của anh áp đảo Earth Scorpion. Tốc độ Releasing Hopper được gia tăng vô cùng đáng kể, có thể nói là nhanh ngang với hình dạng Zero Two, khi anh cũng kích hoạt một luồng năng lượng phía sau, phần năng lượng màu xanh lá cũng như năng lượng xanh dương, giúp anh gia tốc cực đại giống như năng lượng đỏ và xanh lá từ Zero Two sinh ra sau khi di chuyển. Khả năng cơ bản của Rising Hopper vẫn được giữ nguyên, giúp anh tăng tốc cũng như nhảy cao né tất cả những đòn tấn công từ hàng loạt chiếc vòi kịch độc của Earth Scorpion. Trận chiến đã ngã ngũ, phần thắng đã rõ, đòn tất sát của Zero One Releasing Hopper giáng vào người của Earth Scorpion, mang tên Releasing Impact. Vẫn như mỗi khi, nhưng lần này Zero One đã né tất cả những đòn tấn công từ Earth Scorpion. Anh lao tới hất văng hắn lên trời, còn Rider Kick cực kỳ mạnh, xung quanh toàn bộ cơ thể anh được bao bởi một luồng năng lượng xanh lá, cùng với đó đôi chân được chuyển hóa thành dạng châu chấu, một luồng lượng khổng lồ được sinh ra, đã đòn kết liễu Earth Scorpion.
đó là màn thể hiện duy nhất của form Releasing Hopper, một form có thể nói là y như cũ nhưng mà được cái bán đồ chơi rất tốt. Hell Rise. Hell's energy has destroyed the world. Hell Rising Hopper. Heaven or hell, it doesn't matter. Trong movie Coral 01 Real It Time, Commodore Eden đã đánh bại hoàn toàn Hidden Aruto và cướp lấy 02 Roraiki, sử dụng sức mạnh liên kết với Zia, tạo ra một chiếc Roraiki hoàn toàn mới dẫn đường tới địa ngục cũng như cánh cửa phá hủy toàn bộ thế giới. Hell Rising Hopper, sau khi đến lễ đường và chuẩn bị kích hoạt chiếc Roraiki, Aruto đã liều mình đoạt lấy nó. Sử dụng sức mạnh của Hell Rising Roraiki, một chiếc Roraiki không tạo ra dành cho con người. Khi con người sử dụng, những tổn hại lên anh là cực kỳ kinh khủng vì đây là sản phẩm được tạo ra dành cho những cơ thể nano. Sử dụng sức mạnh không dành cho con người lên cơ thể của anh cùng với Zero One Driver, trở thành Hell Rising Hopper. Địa ngục ư? Hay là thiên đường? Chả còn lại gì quan trọng cả. Hình dạng này mô phỏng hình dạng Asao Shining Hopper với tông màu đen cùng những viền đỏ, thể hiện sự tuyệt vọng, những đường nét sấm sét đỏ trải dài khắp cơ thể của Zero One. Hell Rising cũng có khả năng như Eden là hồi phục cực kỳ cao. Hell, địa ngục, sức mạnh cũng như sự điên loạn của nó ở một tầm cao hoàn toàn khác. Không giống như ác tâm từ Earth, Hell Rising Hopper là sự điên loạn tột độ, sự phẫn uất cũng như sức mạnh bóng tối tràn ngập khắp người của Aruto. Anh lao vào tấn công điên cuồng Eden, áp đảo hoàn toàn hắn. Những cú đấm uy lực kinh hồn từ Hell Rising. Những đòn tấn công của Hell Rising là một dạng tích tụ năng lượng và trực chờ giải phóng. Sau khi nguồn năng lượng này đã đủ đầy, anh phát nổ nó và gây một lượng sát thương cực kỳ lớn lên cơ thể của Eden. Đây là dạng tấn công toàn bộ cơ thể nên hạn chế rất nhiều khả năng hồi phục của Eden. Đòn tất sát của Hell Rising Hopper, Hell Rising Impact, Zero One tích tụ năng lượng và nắm đấm của mình giáng một đòn cực kỳ mạnh. Đòn này chuẩn bị giáng vào người Eden, nó bị ngăn cản bởi Coral 02 thuộc Izu với cơ thể và sức mạnh 02 và cũng bị thương ít nhiều trước đòn final thác này. Không có quá nhiều thể hiện về tốc độ hay là công nghệ, nhưng nó thể hiện sự kinh hoàng từ địa ngục, sức mạnh của sự thảm khốc như tiếng gào thét được sản sinh ra từ chính chiếc Roraiki đến từ địa ngục. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Ryder On. Thanh quá trình. Hẹn xin.